Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Thưa quý vị, những ngày qua, mạng xã hội xôn xao chuyện người phụ nữ nuôi 19 con chó bị đuổi khỏi một căn hộ chung cư ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Từ nhiều năm nay, đại chiến nuôi chó mèo ở chung cư chưa thể đi đến hồi kết do nhiều ý kiến trái chiều của cư dân. Được biết người phụ nữ trong vụ việc tên NP, 35 tuổi, cho biết trong 3 tháng qua chỉ sinh sống trong căn hộ theo hợp đồng thuê qua môi giới. Chủ căn hộ phản ánh việc NP nuôi chó gây ồn ào, ảnh hưởng đến các hộ gia đình khác. Sau nhiều lần thương thảo không thành, chủ hộ không muốn cho chị tiếp tục thuê nhà, nên chấm dứt hợp đồng. Sau 4 buổi làm việc, ban quản lý yêu cầu chị P viết cam kết di rời thú cưng, kết thúc hợp đồng thuê nhà vào ngày 19 tháng 2. Tuy nhiên, đến hạn di rời, người phụ nữ đã không thực hiện theo cam kết. Lúc này, chị xin lại gia hạn thời gian di rời đến ngày 30 tháng 3, đồng thời viết cam kết sẽ kiểm soát tiếng ồn thú cưng sau 22 giờ nếu vi phạm ban quản lý có quyền cắt nước sinh hoạt mà không cần báo trước. Theo ban quản lý, mặc dù đã ký cam kết, nhưng chị NP vẫn không thể kiểm soát tiếng ồn của đàn chó, cũng không chịu di rời chúng. Trước tình thế này, họ buộc phải cắt nước tại căn hộ đang thuê. Câu chuyện của chị NP đã gây tranh cãi trên mạng xã hội. Đa số ý kiến đồng tình với cách làm của ban quản lý đề nghị người phụ nữ di rời đàn chó để tránh ảnh hưởng cuộc sống của các cư dân khác. Một người dân thừa nhận bản thân nghiện nuôi thú cưng quá mức. Hiện người này chăm sóc 4 con chó và mèo. Mỗi tháng chỉ khoảng 10 triệu đồng, gồm thức ăn, chăm sóc và vệ sinh, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Mấy tháng trước, trung cư nơi người này sinh sống nổ ra cuộc chiến nuôi thú cưng khi chủ một căn hộ để chó không xích, không gió mõm, chạy khắp hành lang, phòng ế bừa bãi. Các cư dân cùng tầng đã hai lần làm đơn đề nghị gửi ban quản lý, ban quản trị trung cư, phản ánh tình trạng này, họ cho biết gia đình có trẻ nhỏ sợ chó và bản thân cũng ám ảnh về chó một cư dân bức xúc lên tiếng yêu cầu ban quản lý và tổ dân phố giải quyết vấn đề này một cách triệt để chứ không thể chấp nhận tình trạng này kéo dài mãi được biết tổ bảo vệ đã mời chủ nhà xuống làm việc nhưng họ không hợp tác ban quản lý tòa nhà cho biết đã phối hợp ban quản trị tổ dân phố lên tận nhà làm việc nhưng chủ căn hộ không hợp tác với mong muốn cư dân tòa nhà được đảm bảo an toàn, đảm bảo vệ sinh chung, họ đề nghị cư dân tuân thủ nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư. Một cư dân cho biết chính sự không hợp tác của một số căn hộ đã làm ảnh hưởng đến những người nuôi thú cưng nghiêm túc như cô. Cô gái cho biết chưa bao giờ nhận được lời phàn nàn nào từ hàng xóm vì biết cách nuôi thú cưng một cách văn minh và có trách nhiệm khi sống trong môi trường tập thể. Cô tuân thủ nguyên tắc không thả chó xuống khu vực chung của tòa nhà như vườn hoa, sân chơi. Chó được huấn luyện đi vệ sinh trong nhà, sau đó cô sẽ vệ sinh ngay, tránh mùi hôi, ảnh hưởng cuộc sống của chính mình và hàng xóm. Mỗi lần đi dạo, chó đều được rõ móm, thắt dây an toàn. Người này không quên mang theo túi bóng và giấy vệ sinh, tránh việc thú cưng đi bậy bạ. Tháng 5 năm ngoái, một trung cư ở Hoàng Mai, Hà Nội, xảy ra việc chó thả rông cắn vào tay trẻ nhỏ. Sau khi trích xuất camera, bộ phận an ninh phát hiện con chó của một căn hộ trong trung cư. Sau đó ban quản lý đã ngay lập tức mở một cuộc họp khẩn giữa các bên để thống nhất cách giải quyết. Ban quản lý yêu cầu chủ chó nhốt và theo dõi vật nuôi ít nhất 15 ngày. Nếu chó có biểu hiện bất thường phải báo lại cho bộ phận an ninh ban quản lý. Đồng thời người này cũng phải chịu mọi chi phí tiêm phòng dại cho trẻ nhỏ bị cắn, tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi tại căn hộ, đồng thời ký cam kết nuôi chó mèo theo đúng yêu cầu của tòa nhà. Một cư dân cho hay từ vấn đề chó thả rông không dọ mõm ở chung cư gây ra những sự cố đáng tiếc Người này cho biết qua sự việc cháu bé bị chó cắn là một người có con nhỏ, anh cũng rất lo lắng, kiểm soát chặt mỗi khi cho con xuống sân trung cư. Đại diện ban quản trị một trung cư ở quận Hoàng Mai cho biết, từ nhiều năm nay họ đã phối hợp với ban quản lý, tổ dân phố, đến tận các căn hộ nuôi chó mèo để lấy thông tin, đề nghị cư dân ký cam kết về tiêm phòng dại, thực hiện nội quy của tòa nhà. Vị đại diện cho biết họ thường xuyên tiếp nhận phản ánh của cư dân về tình trạng chó thả rông, phóng uế bừa bãi, đi chung thang máy với người dân. Họ đã đề nghị các trưởng tầng hỗ trợ an ninh tòa nhà, nắm bắt các căn hộ đang nuôi chó mèo. Bản cam kết yêu cầu liệt kê số lượng thú cưng, giống loài, thông tin tiêm chủng, đồng thời một số quy định như bắt buộc tiêm phòng dại đầy đủ cho chó mèo, lần tiêm gần nhất không quá một năm, có xác nhận của bác sĩ thú y có chứng chỉ hành nghề đảm bảo vệ sinh chung của tầng, không gây mùi hôi và gây tiếng ồn ảnh hưởng các căn hộ xung quanh. Khi chó mèo đi ra ngoài căn hộ, bắt buộc phải dọ mõm và có dây sắt an toàn. Không để chó mèo phóng uế tại các khu vực công cộng của tòa nhà như thang máy, sảnh, hành lang tầng, phòng sinh hoạt cộng đồng, các tầng hầm, sảnh thang máy, bãi cỏ, sân đường. Chủ vật nuôi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, bồi thường theo quy định của luật dân sự khi vật nuôi của mình xâm hại người khác. Vị đại diện chia sẻ thêm rằng nếu vi phạm cam kết, chủ vật nuôi sẽ tự nguyện nộp 200.000 đồng một lần vi phạm vào quỹ cư dân. Số tiền này được dùng để phục vụ công tác khắc phục xử lý vi phạm. Nếu vi phạm quá hai lần sẽ bị lập biên bản, cung cấp cho ủy ban nhân dân phường tiến hành xử phạt. Trong khi đó, một chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh không cấm nuôi thú cưng. Các cư dân luôn ý thức rõ mõm chó, để mèo trong lồng khi di chuyển bằng thang máy xuống khu vực sinh hoạt chung một cư dân chia sẻ rằng chỉ nghĩ vấn đề nằm ở ý thức của người nuôi thú cưng yêu động vật là tốt nhưng yêu động vật mà để ảnh hưởng đến mọi người xung quanh mới là xấu không ai ghét bỏ vật nuôi nhưng nếu người chủ không quản lý được gây ảnh hưởng vệ sinh tiếng ồn thì mới tạo ác cảm cho người khác theo thạc sĩ Võ Thanh Tuyền, phó trưởng khoa Đô thị học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, người yêu thú cưng sẵn lòng chăm sóc, nuôi dưỡng chó mèo dù biết sống ở chung cư bất tiện và thiếu không gian. Dù nhiều chung cư cấm nuôi thú cưng, nhiều người vẫn lén nuôi vì tình cảm dành cho chúng vô cùng lớn. Bà Tuyền cho biết, nhìn nhận ở góc độ của người trong cuộc, việc sống cùng thú cưng mang lại cho họ cảm giác thoải mái, giảm căng thẳng hay bớt cô đơn. Đó là nhu cầu chính đáng của mỗi người. Tuy nhiên câu chuyện sẽ đỡ phức tạp hơn nếu người chủ tuân thủ quy định về vệ sinh an toàn chung, không làm ảnh hưởng đến cộng đồng xung quanh. Đồng quan điểm, chuyên gia văn hóa Nguyễn Ánh Hồng nhận định: "Ngày nay người dân nuôi chó mèo không phải để bắt chuột giữ nhà mà coi chúng như thành viên trong gia đình để đồng hành cùng nhau." Thạc sĩ Thanh Tuyền cho biết, do đặc trưng cấu trúc không gian đô thị và lối sống đô thị phải tương thích với không gian hiện hữu nên việc nuôi chó mèo còn gặp nhiều bất cập về vệ sinh, tiếng ồn trong không gian chật hẹp như chung cư, tiếng ồn phát sinh từ thú cưng rất dễ làm người khác khó chịu. Đề xuất giải pháp, chuyên gia cho rằng ban quản lý chung cư có thể tìm một căn cứ khác ngoài luật như khảo sát cư dân và ban hành quy định theo số đông, truyền thông lý do vì sao cấm để người dân hiểu và thông cảm. Đối với trường hợp cho phép nuôi chó mèo để bảo vệ mỹ quan chung, tránh ảnh hưởng cộng đồng, ban quản lý cần có những quy định dành riêng cho cư dân nuôi chó mèo để hoạt động của vật nuôi tại chung cư không ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân. Bà Tuyền chia sẻ, lý tưởng nhất là quy định được xây dựng dựa trên các luật liên quan như luật phòng chống dịch bệnh, nghị định về an ninh trật tự có liên quan đến việc nuôi chó mèo và lấy ý kiến đóng góp của cư dân đang sống tại chung cư đó. Luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, các hành vi chăn thả gia súc ra cầm trong khu vực nhà trung cư là hành vi bị cấm, theo các quy định chung. Trong khi đó, theo văn bản số 176 BXD -QLN, ngày 18 tháng 1 năm 2021, Bộ Xây dựng trả lời Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định chó mèo không thuộc danh mục gia súc gia cầm. Luật sư Tiền khẳng định thêm, do đó, pháp luật hiện hành không có quy định về việc cấm nuôi chó mèo trong trung cư ban quản lý tòa nhà sẽ có những quy định khác nhau về việc này. Tuy nhiên, pháp luật quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt từ 300 đến 500 000 đồng đối với hành vi thả rông vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng theo điểm B khoản 1 điều 7 Nghị định 144 năm 2021 NDCP. Bên cạnh đó, hành vi không đeo dọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng có thể bị xử phạt từ 1 đến 2 triệu đồng. Theo ông Tiền, sở dĩ xuất hiện tình trạng tranh cãi nuôi chó mèo trong chung cư là bởi chưa có quy định chính thức và mức xử phạt chưa đủ sức răn đe. Ngoài ra, việc xử lý hành vi vi phạm cần bằng chứng thông qua hình ảnh hoặc video. Tuy nhiên, tâm lý ngại va chạm khiến nhiều người sẵn sàng bỏ qua, không báo cáo ban quản lý. Thưa quý vị, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!